Jenny Huỳnh để lộ bí mật động trời khiến cả trường náo loạn, bạn học hú hết vì không tin là thật có tổng cộng gần 11 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Jenny Huỳnh, tên tiếng Việt là Huỳnh Việt Hoàng Vi, 18 tuổi, là cái tên quen thuộc với cư dân mạng Việt Nam. Tuy nhiên khi ở Mỹ, cô nàng cũng chỉ là nữ sinh bình thường như bao người khác. Rất ít người biết đến sự nổi tiếng của Jenny Huỳnh. Nhưng mới đây, trong ngày học cuối cùng ở trường cấp 3, bí mật của nữ YouTuber đã được tiết lộ cho cả trường biết. Theo đó, trường của Jenny Huỳnh đã giành được giải thưởng cho học sinh nhân dịp cuối năm và Jenny Huỳnh được trao giải người có khả năng nổi tiếng trên một nền tảng mạng xã hội. Buổi trao giải được diễn ra dưới sự chứng kiến của hơn 2.000 học sinh trong trường. Bản thân Jenny Huỳnh khá bất ngờ vì đây là bí mật mà cô đã giấu kín suốt thời gian đi học, mình khá bất ngờ vì không ai trong trường biết mình đâu các bạn, chỉ có cô hiệu trưởng và một vài đứa bạn. Lúc đi xuống, mình chỉ tưởng là nhận giải rồi đi lên, ai ngờ phải chụp hình nữa. Jenny kể lại quá trình xuống nhận giải, vì bất ngờ và ngại nên Jenny Huỳnh muốn nhanh chóng quay về chỗ ngồi, nhưng cô giáo đã nhanh chóng giữ cô bạn lại. Không dừng lại ở đó, cô giáo còn đề nghị Jenny đứng ra chính giữa để nói chuyện. Khi được hỏi kênh YouTube ngắn đang có bao nhiêu người theo dõi, Jenny đành ngại ngùng thú nhận con số 5 triệu. Lúc đó mình đã biết ngay là mình bị lừa, nguyên 2000 học sinh sẽ biết bí mật lớn Nhất của mình. Jenny kể lại khoảnh khắc này, sau khi nghe thấy con số này, toàn bộ căn phòng vang lên tiếng vỗ tay gieo hò, thậm chí một người bạn thân của Jenny còn bật khóc. Cô không nghĩ bạn ấy sẽ nổi tiếng, nhưng thực tế là bạn ấy nổi tiếng rồi. Cô giáo của Jenny nói thêm, vẫn rất bất ngờ và hồi hộp khi rất nhiều người biết bí mật của mình. Jenny Huỳnh không biết nói gì nữa mà vừa che mặt, vừa nhanh chóng quay lại khán đài với bạn bè. Được biết sau ngày học cuối cùng này, Jenny Huỳnh chỉ còn đi prom và dự lễ tốt nghiệp nữa là kết thúc chương trình trung học phổ thông để lên đại học. Cách đây không lâu, cô bạn thông báo đã trúng tuyển đại học Stanford, trường xếp thứ ba trong danh sách các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm học 2022-2023 theo US News and World Report. Jenny Huỳnh được biết đến là YouTuber nổi tiếng người Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cô nàng đã sở hữu cho mình kênh YouTube hơn 3 triệu lượt đăng ký và lượt view khủng. Mỗi clip cô đăng tải đều sẽ có nhiều chủ đề khác nhau, nhận được khá nhiều lượt xem. Với nội dung cực kỳ đơn giản, cô chủ yếu kể về cuộc sống và sự khác biệt khi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng chuyển sang Mỹ định cư. Nữ YouTuber thường đề cập đến các hoạt động của cuộc sống thường ngày như đi chơi, đi học, vẽ tranh lúc rảnh rỗi, hay mua hàng ở siêu thị, loanh quanh trong bếp nấu các món ngon. Tuy nhiên, điều khác biệt và nổi bật của Jenny Huỳnh có lẽ là không gian học tập khá riêng tư, khi tự do làm điều mình thích, thậm chí thức đến sáng hay thoải mái trang trí phòng ngủ theo phong cách riêng dù là con nhà dầu nhưng cô nàng khá đơn giản, không son phấn hay khoe khoang trên mạng. Diên Huỳnh có nét thơ ngây trẻ thơ đúng lứa tuổi, sở hữu gương mặt không quá rinh rắn, cô nàng còn có phong cách thời trang khá năng động trẻ trung. Bên cạnh đó, sự dễ thương của cô nàng cũng là yếu tố quan trọng giúp nữ YouTuber thu hút đông đảo mọi người quan tâm. Cô thường có những câu nói cửa miệng viral mạng xã hội như: "Úi giù, nó đã đã sao á?", lại còn nhún nhún nữa, quá là xến kết hợp nhiều yếu tố, Jenny Huỳnh đã làm nên một kênh YouTube hút view khủng. Theo trang thống kê và phân tích mạng xã hội Social Blade, mức thu của tài khoản YouTube Jenny Huỳnh mỗi tháng dao động từ 1.700 đến 27.400 USD, tương đương 40 đến 629 triệu đồng. Trung bình mỗi năm, kênh YouTube của Jenny thu về 58.000 đến 937.000 USD, tương đương 1,3 đến 21,5 tỷ đồng. Cô nàng rất ít khi chia sẻ về gia đình mình. Tuy nhiên, nhiều tin đồn cho rằng xuất thân của Jenny Huỳnh chẳng phải dạng vừa. Lần hiếm hoi cô để lộ sự giàu có của gia đình, vui chơi tại Las Vegas. Đặc biệt, 30 giây đầu tiên Jenny đã gây choáng khi giới thiệu phương tiện di chuyển bằng máy bay riêng cùng các đặc quyền VIP, chỉ nửa phút đã đủ khiến người xem bất ngờ.